luôn thầy. Giờ mới ngủ dậy. Alo alo. Minh Mạng. Dạ. Xong chưa? Nghe. Xong chưa? Dạ. Giờ mới ngủ dậy. Dậy được 8:30 rồi. Từ mới gì ạ? Từ mới gì à? Confession, nhượng bộ, confession nhượng bộ. Concession. Giỏi nha. Mất mặt. Được chưa? Bây giờ đã được chưa? Hay mà không được nữa thì vứt luôn đi củ wifi đi. Xong chưa? Nhanh tiếp tục từ vựng. Xem tên xanh. Đọc lại. Xem tên. Xem tên xét. Ten. Không ai đọc là ten. Sentences. Sentences. Phức hợp. Giỏi giỏi. Dạ. Giỏi nha. À, con complex sentences là câu phức hợp. Chị mi lấy vợ đã. Hey, mặc cái áo vào. Mặc cái áo vào.
Anh. Nhanh lên. Nóng quá. Tiếp tục nhanh. Hết rồi ạ. Giỏi nha. Sâu vì vậy. Sâu vì vậy. Sách giáp là đến tội quá. Sâu giáp là vì vậy. Sách giáp là đến tội quá. Giỏi. Này chúng ta sẽ sang ever clause or concession. What does it mean? Kết quả. Concession. Concession. Chỉ nhượng bộ. Cái gì? Động từ chỉ nhượng bộ. Mệnh đề chỉ nhượng bộ. Ở đây chúng ta có ba cái mệnh đề chỉ nhượng bộ đi với ba từ khác nhau nhưng mà chia làm hai loại. Loại đầu tiên là on dâu. On dâu hoặc là all dâu. In spite of, despite of là loại thứ hai. Còn nhớ cái này không? Sau ôn dâu là gì? Sau in spite of, despite là gì? Lắc nữa đi. Mạnh vào. Chúng ta có ôn dâu, even dâu, in spite of và despite. Có nghĩa là tất cả những từ này đều có nghĩa là mặc dù. Tuy nhiên cấu trúc của nó hoàn toàn khác nhau. Mệnh đề ở trong hai câu này thì chỉ sự tương phản của hai hành động, mệnh đề trong câu, của hai hành động trong câu. Ví dụ, một cái ví dụ rất đơn giản. Muốn bán PUBG nhưng mà làm sao? Này một chú máy. Đúng. Ở đây chúng ta có hai cấu trúc. Đầu tiên là ôn dâu. Sau ôn dâu là gì? Mệnh đề nhất. Sau ôn dâu là một mệnh đề. Sau despite, in spite of là được. Anh nhầm. Now favorite là cái gì? Cụm danh từ. Danh từ hoặc cụm danh từ hoặc là verb in hoặc là the fact that. Nào nhìn vào ví dụ đầu tiên với ôn dâu. Được chưa? Sau ôn dâu là một mệnh đề. Vậy thì mệnh đề ở đây là mệnh đề nào? The cafe was. Cái nào là chủ ngữ? The cafe. Động từ là cái nào? Rounded. Nhìn lại. Was crowded. Đây là dạng gì? Còn nhớ không? Học rồi. Hiện tại anh thầy. Be động.
Sau Ôn Dâu là mệnh đề. Tiếp đến với Inspire và Despite, sau nó sẽ là một danh từ và cụm danh từ, một verb in hay là một tính từ và the fact that, được chưa? Nhìn vào ví dụ đầu tiên, inspire of hay là despite the heavy rain, we enjoyed our vacation. Vậy thì sau nó là một cái gì đây? The heavy rain. Là cái gì? Now phrase. Là cái gì? Danh từ. Rồi. Còn ở bên dưới chúng ta có in spite of, despite the fact that he is rich. Được chưa? So the fact that là một mệnh đề. Hiểu cái này chưa? Nhớ là sau that luôn luôn là một mệnh đề nha. Sau that luôn là một mệnh đề, kể cả ở so that hay là such that, nó đều phía sau that là một mệnh đề. Hiểu cái này chưa? Sau ôn dâu là gì? Sau ôn dâu, even dâu, dâu là cái gì? Hả? Mệnh đề. How in spite of, despite? Danh từ. Verb in. The fact that. Rõ chưa? Ngồi thẳng lên. Chép vào vở, nhanh. Chép 7749 lần cái bài này rồi đấy nhá. Phụ huynh ở nhà không thì? Lát nói chuyện được phụ huynh. Nhanh nào. Anh nào? Chụp cho, à, viết cho nó hẳn hoi vào nha.
chưa hỏi lại kiến thức ngày hôm qua đâu đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ sang làm bài tập. Vậy có chép là sau despise, inspire là có verb in không đấy? Thêm vào. Công ty lại không biết làm. Ngáp ít thôi nha. Bây giờ cứ ngáp một cái, năm cái chúng đẩy. Dạo này ở nhà nhiều béo lú lên rồi. Chống đẩy nha, cho giảm cân. Làm ra vở thế. Làm luôn lên trên này cũng được, nhưng mà thôi làm ra vở đi. Mà thôi mày làm, tốt nhất là làm lên trên này, không thì mày cãi mệt lắm. Thập tí đã chép kết quả vào vở. Nhanh cái tay cái chân lên nha, xem có từ mới nào không. Mới nào không? Nhìn kỹ rồi đọc cho nó kỹ nha, xác định cho nó đúng nha. Thank you.
Định Hợp đã đi lên Đồng Văn chưa? Ừ? Rồi. Nhìn kỹ nha, không nói nhiều nha. Có thứ mới nào không? Tắt cái Việt Key đi. Lát nữa hỏi từ mới mà không biết thì cứ cẩn thận nhé chị nhé.
Anh nào còn có 3 câu thôi. 10 phút rồi. Bây giờ cứ sang một câu 5 cái chống đẩy thì nhé. Không chốt từ đầu. Ok. Không. Sai một câu 5 cái. Không chốt từ đầu không tính. À, được. Được, được, được. Được. Xong chưa? Đọc kỹ. Xong chưa? Chắc chắn chưa? Ấn xếp một phát này là không xóa được đâu đấy. Tây một phát này là không xóa, muốn xóa không xóa được đâu. Đúng hết. Sai là học sinh. Câu đầu tiên nào. Number Spy. Nhìn vào đây xem nó là cái gì. She beautiful là cái gì? Rất xinh đẹp. Thế sau đi spy là cái gì? Spy là danh từ, cụm danh từ. Thế đây nó là cái gì? Danh từ. Cụm danh từ luôn. Để Thế mệnh đề nó là cái gì? also Although nha. Tính ra nếu như mà 5 cái thì thằng Thịnh chắc đợt này khoảng tầm 50 cái. The children slept deeply. The children slept inspire me. deeply. Tại sao? Tại sao nó là một cụm danh từ, một danh từ. Danh từ hay cụm danh từ? Danh từ. The noise là một danh từ. Tiếp, number three. Đúng không? Cái Điền gì? Despite Số 3 cơ mà. I didn't also Thế nào là cái gì đây? yên Earning nó là cái gì? đọc từ với Thế verb thì là cái gì? Dùng cái gì? despite Đã nhắc như thế là ghi vào vở rồi. MV mà. Nhưng mà không để ý tôi yên đi. Thôi 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 thôi. Earning không phải earning. Earning. Tiếp đọc lên. Really Đọc sit lại. early. Really sit early. Đọc lại. Really sit early. Đọc lại. Đây đọc là gì? Rally. 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 Rally sick. Đọc lại. Cease. Cease.
Releases. Releases. Alien. Alien. Nhanh ốc. Nhanh gì? Đọc, điền cái từ nào thì đọc lên ốc. This file. Tại sao điền this file? Sau một danh cụm danh một danh từ. Người ta có nói là sau this this file với inspire đứng sau một danh từ cụm danh từ không? Có. Người ta chỉ nói là những từ đứng sau nó chứ không phải nó đứng sau từ nào. À đứng tại vì sau nên đấy là một cụm danh từ. Nhìn lại xem. Đọc kỹ cái câu này lên, đọc kỹ cái này lên, nó là cái gì? They are neighborhood. Đọc lại. They are neighborhood. Đọc lại cái từ này. Neighborhood. Hút đâu ra? Xóm thầy. Neighborhood. Cái từ này mà neighborhood à hả? Dạ. Hút đâu ra? Thế đây nó là cái gì? Đâu à? Cả một cái câu này nó là cái gì? Đây là hàng xóm của tôi. Họ là hàng xóm của tôi, thế đây nó là cái gì? Nó là danh từ hay nó là cái gì? Danh từ. Giỏi nhờ. Danh từ. Đây là một mệnh đề. Đây là một mệnh đề. Điền cái gì? Con dấu. Một con gà đồi. Em làm chuẩn. Tiếp nhanh. Karate Đức. Đọc lại. Karate Đức. Đọc lại, nhìn kỹ. Karate Đức. Karate đâu hả? Karate Đức. Kết nó đưa theo in the exam exam inspire of gì in ngồi thẳng lên. Tại sao đây điền inspire of? Sau là một going. Tiếp câu số 6. This fire is very is I was very hungry. I couldn't eat. Thế đây nó là một cái gì hả? Mà điền this fire. Nó là một mệnh đề. Một mệnh đề thì điền cái gì? Even though. Tiếp. Sai rồi đừng có cãi. Despite the difficulty. Tại sao? They mở gan ga. Đọc lại. They manage. Đọc lại. They manage. Yep, nhanh. To serve the mat problem. Tại sao đây điền despite? Sau nó là một danh từ. Tiếp. Lisa never talked to him
Although she looked loved him. Loved Tại sao? Sao nó là một mình được? Tiếp. Despite if what could marry Đức Đình put on here could put on her her could. Ở đây điền cái gì? Despite nhìn kỹ what could it also tại sao mệnh đề đâu it will good chủ ngữ là cái nào động từ will. Câu cuối cùng good. 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 Claire Đức Sư Quốc ấm cuối Claire Book the work inspired of being you. Tại sao điền inspired of? Tại vì sao nó có loving? Đã nhớ khi nào điền although, even though, though chưa? Sau nó là gì? Một danh từ, một cụm danh từ từ loving. Although, though, even though. Nó là mặc dù. Là một mệnh đề. Bây giờ nó sang phrase of verb. Phrase verb, question words, before to infinite. Chúng ta sẽ học về cụm danh từ này, từ để hỏi này và đằng trước to verb, được chưa? Chúng ta vào phần đầu tiên. Phrase verbs. Phrase verb là gì? Phrase verb là động. Từ động danh động từ. Giỏi quá. Danh động từ là cái nào hả? Phrase of verb là các cụm động từ bao gồm một động từ chính đi kèm với một giới từ hoặc một trạng từ. Ví dụ như chúng ta có he is looking for. Thì đây chúng ta có phrase of verb là cái nào? Look for thôi. Thì đây nó câu này là thì hiện tại tiếp diễn nên mới là looking. Còn phrase of verb ở đây chúng ta chỉ có look for. Được chưa? Look chính là động từ. For là giới từ. Các cụm động từ sẽ có nghĩa khác nhau với nghĩa gốc của động từ. Ví dụ look là nhìn, nhưng look for là tìm kiếm, look up là tra cứu. Và các cụm động từ thường dùng trong văn nói hoặc trong ngữ cảnh không trang trọng. Ghi vào nhanh lên. Hành lên. Lệ má lệ mề.
Anh cái tay cái chân lên. Thì cho học 8 giờ nha. Cho học 8 giờ. 8 giờ. Ừ. Đổi sang học 8 giờ nhá. Sớm ấy. 8 giờ mày vẫn còn sớm ấy, giờ này trời sáng từ 5 rưỡi rồi. 8 giờ sớm. 8 giờ em chưa dậy. Dạy cũng phải dạy. Hôm nay em cố lắm mới dạy được. Vào nhóm lớp mà làm bài nhá, mà nhận bài làm bài nhá, không nói nhiều đâu đấy. Em làm mà thấy em đụng rồi vào. Tối qua em nộp rồi. Ba mươi câu nhiều vậy chứ. Nhưng chắc em đúng tầm mà được. Chắc là em nghĩ sẽ em đúng được khoảng 27 câu. Sao? Nào, đây chúng ta có một vài những cái phrasal verbs như sau. Take care of bằng với take after bằng look after. Chăm sóc, trông nom. Ví dụ, I always look after my younger sister when my parents go to work. Ghi vào. Take care, take after bằng look after, chăm sóc trông nom. Oh my God. Tiếp get on with có mối quan hệ tốt và hảo với ai. Ví dụ Julia is very friendly. She gets on well with her friends.
Em này tôi không biết ví dụ được nữa. Xong chưa? Rồi, hôm nay nghỉ ở đây. Mai sẽ học tiếp những từ khác. Rồi làm bài tập nha. Xong buổi ngày mai sẽ có khoảng 6 bài tập. Cho mỗi một phần làm. Ok. Lại ngáp. Ngồi thẳng lên. Ngồi hẳn lên. Rồi. Làm kiểu ảnh cái nhỉ. Nào nhanh. Đấy, xài đặt câu rồi. Rồi. Ngồi hẳn lên cho nó vào giữa ấy, mình ngồi tụt xuống dưới cái làm gì? Đấy, xài đặt câu. Xong chưa? Xong. Dưới thầy. Không biết thằng nào nó ngáo được như thế này. Không phải chấp nhận được. Mai nhớ đúng giờ nha. Làm Vâng. tập. Học từ mới. Bài.